là sản phẩm đầu tiên trong dòng spa có thiết kế mặt lưng sau bằng kính, mang đến cho bạn một sản phẩm lung linh đầy quyến rũ, bộ nhớ cực lớn phục mà mong đợi chứa đựng tất cả và niềm đam mê tình yêu của bạn, được trang bị công nghệ selfie rạng rỡ toàn diện để bạn tỏa sáng rạng ngời trong mọi môi trường ánh sáng. Wow, con điện thoại này có gì mà chứa đựng được cả niềm đam mê và tình yêu của mình vậy ta? Là mình tò mò thật sự luôn á. Ok, vào video thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra top mạnh cho chiếc Tecno Spark 10 Pro này nha. Đầu tiên đó chính là điểm mạnh về phần thiết kế. Mở hộp ra là chúng ta sẽ có được là một chiếc ốp lưng trong nè, một cái củ sạc nè, và sẽ có một cái hộp đựng tai nghe cũng như là đựng dây sạc ở trong đây nữa. Và lâu lắm rồi mình mới thấy lại được một chiếc tai nghe có dây được tặng kèm bên trong hộp điện thoại như thế này nè, khá là bất ngờ đó các bạn. Các bạn nhìn thiết kế này các bạn có thấy nó quen hay không? Bởi vì nó nhìn giống thiết kế của những chiếc điện thoại nhà táo, nhưng ở phiên bản rẻ hơn rất là nhiều. Mặt lưng sau của nó sẽ làm bằng kính và có bụi pha lê như thế này. Trông nó rất là đẹp khi mà chúng ta sử dụng nó cho ánh đèn hoặc là ngoài trời nắng, thì nhìn nó cũng khá là hay ho và thú vị khi nó có loang màu như thế này nè. Còn một cái nữa đó chính là cụm camera của nó rất là to, cho nên nó tạo một cảm giác rất là quen thuộc như mình đã nói lúc nãy rồi đó. Còn lại thì cảm giác cầm nó trên tay rất là đầm và cảm giác cầm nó giống như cầm một chiếc điện thoại flagship cao cấp vậy đó. Tóm lại thì mình vẫn đánh giá chiếc điện thoại này có một cái ngoại hình rất là đẹp và rất là hoàn thiện. Ok, điểm mạnh thứ hai của nó chắc có lẽ là về phần camera. Nhưng mà trước tiên mình nói về camera sau thì mình sẽ xin phép nói camera trước một tí xíu, bởi vì camera trước của nó tặng 32 megapixel lận. Cho nên là với mức giá như thế này, nó được sở hữu một cái camera như thế, mình thấy khá là ấn tượng đó. Con này sở hữu cam trước lên đến 32 megapixel. Đây là thông số khá cao trong chiếc điện thoại giá tầm trung như thế này. Và nó sẽ có 3 chế độ trợ sáng để bức hình selfie, cho dù chụp trong tối vẫn rất là sắc nét và chi tiết. Đây là một vài hình ảnh của mình khi chụp với cam trước và sử dụng cả 3 chế độ sáng nhé. Còn về camera sau thì con điện thoại này nó sẽ có thông số camera kép là 50 megapixel. Với thông số này thì nó sẽ làm tốt vai trò chụp hình và quay phim đẹp và ổn. Nó sẽ có thêm một vài tính năng chụp ảnh và chế độ làm đẹp, chụp ảnh ban đêm, quay phim chuyên nghiệp. Hãng cũng có giới thiệu là máy này sẽ có 3 cái siêu: siêu chân dung, siêu cảnh đêm và siêu video. Đây là những hình ảnh mình chụp chân dung, chụp chỗ tối và quay phim nè. Camera sau của nó có chế độ làm đẹp thì nước da của mình không bị bệt quá nhiều, trái lại nước hình rất tươi và sáng. Còn đây là video mình quay lại được, không có bị giật lag quá nhiều và rất là ổn để có thể mà post TikTok hoặc là short đó nha. Điểm mạnh thứ ba mình muốn nhắc đến đó chính là về phần hiệu năng. Thì con điện thoại này sẽ được trang bị con chip là Helio G88. Theo mình đánh giá, với cái phân khúc là 3-4 triệu như thế này thì con chip này chính là con chip ổn nhất trong tầm giá rồi đó. Thật sự thì với con chip này thì để có thể cân được những cái tựa game mạnh thì đúng là hơi khó thật. Tuy nhiên những tác vụ bình thường như là lướt web, lướt mạng xã hội hoặc là nhắn tin, gọi điện bình thường thì nó sẽ có vi xử lý hoạt động rất là mượt mà và nhanh chóng nè. Và đương nhiên rồi, các bạn có thể chơi được những cái tựa game nhẹ nhàng, tuy nhiên các bạn nên cài đặt cấu hình trung bình để mà có thể chơi game mướt hơn đó. Và ngoài ra con điện thoại này sẽ được mở rộng thêm là 8GB RAM để các bạn có thể đa nhiệm tốt hơn và hạn chế cái việc giật lag hơn nữa. Con điện thoại này nó được trang bị là viên pin châu 5000mAh, cho nên là có thể sử dụng liên tục từ 7 đến 8 tiếng, cho dù các bạn là chơi game, xem phim hay là lướt web nhiều đi chăng nữa. Và đi kèm với nó sẽ là cốc sạc nhanh 18W, cho nên các bạn không cần phải là quá lo lắng về thời gian sạc của nó đâu nha. Tóm lại, với những cái điểm mạnh về thiết kế, camera, hiệu năng cũng như là viên pin châu 5000mAh thì mình thấy nó quá là ok và rất là xứng đáng để mà anh em chi tiền đó. Và với cái mức giá 3-4 triệu như thế này thì nó rõ ràng là một con điện thoại giá rẻ nhưng mà chất lượng cao rồi đúng không? Rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên mua về để làm phương tiện học tập, giải trí hoặc là liên lạc cũng rất là ok luôn đó. Anh em thấy con điện thoại này như thế nào? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ channel của 7S. Mình là Phương Lan, mình sẽ quay trở lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.